Coi mở tọa hay mặt đó thả gì thả đi. Đường đây không có bán hàng rong gì chịu rồi. Giao diện mà hệ điều hành ráp cơ không hề ráp nha. Ai em mà lị ghê. Mệt ghê á. Mốt không yêu nó mốt đi chuyện giới làm BDB ơi. Chết rồi mẹ đang coi. Mẹ coi như con chưa nói gì nha mẹ. Nói cho hết xu mẹ ghét. Em đang ăn cái gì đó, ăn tàu hũ đá. Tụi tàu hũ non người ta bỏ đá vô mọi người. Là tàu hũ đá. Và chưa nói giữa chưa. Xin lỗi mà. Nó gọi cho mẹ đừng có nghe gì hết trơn. Mẹ coi như mẹ chưa nghe gì đi. Ai thả xu rồi. Sao anh Hưng không thả cho em? Mỹ không có đẹp trai nha. Mỹ không có đẹp trai mà. Mình thích ăn bánh mì bao bao thôi. Tôi nhiều người thích ăn lắm. Đừng. No, đây là chân trâu. Chân trâu của tàu hũ đá. Ăn nó sẽ dai dai ngọt ngọt hết, không có gì nữa hết trơn. Không không cười, không hết cười. Còn đây là tàu hũ non nhưng mà mình khuấy nhiều quá cái nó nát rồi. Ăn thì nó mềm, nó như mùi đậu nành chứ không có gì hết trơn. Hello Sơn Bách. Tao có lại tiếp không? Hên xui. Hứng thì lai. Đọc tên em đi chị. Không. Cứng đầu quá em nói không có đọc rồi. Sao mà bỏ cho mày nhiều lần vậy trời. Rồi hứng dữ chưa. Em tùy cảm xúc lắm. Em vui em la em buồn em nghĩ. Nhưng khi em buồn nhấn like. Tùy cơm. Cảm ơn Hương. Mọi người nhặt xu kìa. Nhặt xu đi. Đây. Mở. Được như này. Ú à. Á đồ. Bóp rỗng. Là sao vậy? Tôi buồn á.